Chào mọi người nha. Hôm nay rảnh rỗi mình quay cái cây nắp ấm này của mình. Cây này là cây săn mồi nhá, rất là độc đáo. Ngày xưa hồi bé lớp 4 lớp 5 mình thường xem ở trên VTV2, chứ còn chưa bao giờ nhìn thấy cây này ngoài đời thật. Thì hồi xem thì cứ nghĩ là cây này nó chỉ ở nước ngoài mới có thôi, không nghĩ là Việt Nam mình có cái cây này. Nhưng mà bây giờ thì thị trường nó phát triển rồi, thế là hiện tại thì mình đã mua được cái cây này với giá rất là rẻ. Các bác ở các nơi khác mà họ không bán trực tiếp cái cây này thì cứ đặt ở trên Shopee nhá. Thì lúc em đặt về thì cái cây nó chỉ có mấy cái ngọn thôi. Họ cam kết là trồng thì nó sẽ ra ấm. Đây là ấm này. Trồng phải mất mất bao lâu? Mất 3-4 tháng nó mới ra được ấm. Thì hôm nay nó là hôm nay lúc mình quay cái video này nó đang là tháng 6 đây. Tháng 6 thì bắt đầu ra nhiều ấm. Mấy tháng trước mình mới mua về nó không ấm đây. Đây là những cái ngọn mới của nó, những ngọn mới của nó thì cái ấm nó bé tí tí này. Đấy. Lúc đầu mình mua về nó chỉ có một vài cái ngọn bé tí thôi, mình nghĩ là cái cây này nó yếu hay nó thế nào đấy, xong rồi bón phân. Đây cái ngọn mọc ở gốc của nó bị hỏng rồi này. Những cái ngọn đầu tiên đây này, những cái ấm đầu tiên thì nó bé như này. Đấy, mọc ở gốc những cái ấm đầu tiên của mình. Đây, trong này còn một vài cái nữa đang héo rồi. Đây. Những cái ấm đầu tiên. Đấy. Thì mình cứ chăm chỉ mình bón phân cho cái cây này, xong rồi tưới nước đều đặn. Nhưng mà nó chỉ ra rất nhiều lá, lá rất là to. Đây, ra rất nhiều lá, rất là xanh mơn mởn nhưng mà không hề có ấm. Đấy, lúc đấy bắt đầu mới lên Google search cái cây này, đặc tính của cái cây này. Thì mới nhận ra là cái cây này nó không cần bón phân các bạn. Nó phải để thật là cằn cỗi, mình chỉ tưới nước cho nó thôi. Nó thiếu dinh dưỡng thì cái ấm này nó sẽ tự phát triển ra để bắt mồi để nạp cái dinh dưỡng cho cây. Còn khi mà mình bón phân nhiều quá, bón đủ dinh dưỡng quá thì cái cây nó cứ vậy phát triển xanh mơn mởn, phát triển rất nhiều lá nhưng mà ấm thì nó chỉ bé tí tí như này. Đây, ấm như này này, ấm nó chỉ như này thôi. Mình cứ nghĩ mua phải cái cây giả hoặc cái cây giống khác, nó không phải là cây nắp ấm. Nhưng mà bỏ bẵng đi một thời gian đấy, sau khi mình che vào đấy mình bỏ bẵng đi một thời gian, mình chỉ tưới nước không thôi, thậm chí không phân viết gì cả. Thì mấy đợt này bắt đầu để ý thì thấy nó ra một đống ấm bên dưới này, rất là hay nhá. Đây, trong ấm thì nó bắt được một đống gọi là kiến. Thì khi cái ấm này nó phát triển đấy thì mình xem TV thì nó sẽ tiết ra mùi lẫn vị gì đấy, kích thích các cái con côn trùng này quanh đây đấy. Các bạn nhìn cái đàn kiến này nó đi vào mạch qua lên cái cây này, em nó cứ đi ở cái cây này. Còn các cái cây khác kia của em này, như kiểu cái ớt kia bình thường cũng có bọn kiến nó hay leo leo để làm gì ấy. Mấy cái cây hoa này thỉnh thoảng kiến nó cũng lên, nó nghịch hàng ngậm, nó cắn phá gì thì phải, hay là nó tha cái con gì lên cây thì em không biết. Từ đợt cái cây này nó ra một đống ấm này thì các cây xung quanh này xoay kỹ thì chả thấy cái con kiến nào. Có một cái đàn kiến này, có một cái đàn kiến nó đi từ trong kia, nó đi chạy thẳng đến đây rồi đấy. Mà trong này em soi cho các bác xem đấy. Nó bắt được cực kỳ nhiều kiến. Cái điện thoại em lấy nét kém quá đấy, bên trong này, bên trong các bác nhìn này, nó đen một màu, rất nhiều kiến bên trong này. Kiến này, những cái con bọ, con muỗi nó đều ở trong này. Đây. Còn cái cây gì nhỉ? Cây bẫy kẹp nữa cơ. Đấy, các bạn nhìn này. Cái con kiến nó rất thích cái mùi vị của cái nắp ấm này sao? Nó cứ bâu vào trong cái miệng này. Hiện tại thì trên TV nhà mình nó nhiều những cái kênh khác, phim ảnh rồi ca nhạc. Các trẻ con, nhất là con mình bây giờ rất hiếm khi là xem được những kênh khoa học. Ngày xưa TV có mỗi 3 kênh, V1, V2, V3, bắt cái anten bằng cái vành xe đạp đấy các bác, nó chỉ bắt được 3 kênh đấy thôi, nên là kênh VTV2 lúc nào em thích xem nhất, bởi vì nó có nhiều cây hoa, thế giới động vật. Mình không nghĩ là mình sau này sẽ sở hữu một cái cây như thế này. Nó còn một cái cây săn mồi, là cây bẫy kẹp ấy. Nó như một cái bẫy, nó nhiều cái răng. Các bác search Google cây bẫy kẹp thì em sẽ tìm kiếm, em săn tìm mua thêm cái cây đấy nữa về cho nó đủ bộ. Hiện tại thì mình cũng lớn tuổi rồi, cũng già rồi, bắt đầu thích cây cối. Ngày xưa chả bao giờ có cái ý nghĩ là sẽ trồng cây trồng cối đâu. Nghĩ cái thời gian bỏ ra chăm sóc rồi bón phân rồi cây kia cái muỗi miếc ở trong nhà ghét lắm. Ngày xưa các cụ trồng cây rất nhiều muỗi bởi vì các cụ không biết cách xử lý. Nên là càng nhà nào càng nhiều cây cối rậm rạp càng nhiều muỗi, mình thấy ác cảm, mình ghét cây cối rồi đấy. Nhưng mà bây giờ đến tuổi giống các cụ bắt đầu nghe nhạc Trịnh rồi bắt đầu thích những cái nhạc kiểu thư giãn nhẹ nhàng. Ngày xưa thì suốt ngày nghe rap với lại nghe nhạc trẻ. Nhạc bây giờ bắt đầu nhạc vàng em vẫn không thích nhá, giờ chỉ thích những nhạc Trịnh Công Sơn đấy, bắt đầu lại thích nghe cái kiểu đấy với lại cây cối.
bác nào cùng sở thích với em thì nhắn bên dưới nhé, mình cùng tìm hiểu chia sẻ về những cái loại cây nó hay hay. Em thích chơi kiểng lá thôi, nhưng mà kiểng lá nó đắt tiền lắm, chơi còn tốn kém, nên là bây giờ mình cứ thích cái cây nào là mình mua cây đấy. Đấy, phát triển rất là nhiều ấm nhé, chỉ phía nước rồi đấy các bác nhìn xa tua tủa ấm nhìn đẹp luôn. Cái cây này mà treo ở chỗ cái nhà bác nào mà kiểu trồng rau, trồng cây ăn quả kiểu sinh học ấy, kiểu không thích phun nhiều thuốc trừ sâu các thứ, thì các bác trồng khoảng độ mấy cái cây này treo ở trên cái cành cây to và treo ở trong cái vườn nhiều rau các bác ấy, đảm bảo nó thu hút hết cái bọn kiến đấy, thu hút hết cái bọn mấy bọn kiến này, nó chỉ bơ bơ ở quanh cây này, nó nhiều một cái cây bé tí em trồng trong chậu ấy, ít đất như này mà ra rất là nhiều ấm như này, thì mỗi ấm nó bắt như các bác nhìn nó bắt hàng chục con kiến, thì ngày này qua ngày khác chắc là vườn nhà bác cũng đỡ kiến, thì đỡ sâu đi, ngoài kiến ra nhá, ruồi muỗi ong nhá đều bắt được hết các bạn. Để em tìm cái ấm, không biết nó đã phân hủy hết chưa. Hôm trước em ra em ngắm này thấy nó bắt được cả một cái con ruồi à, ruồi hay là con ong đất ấy, nó nhỏ nhỏ. Đây các bạn, em tìm ra rồi, đây nó là cái ấm này, trong này nó không phải ruồi ong đất mà nó là con nhện các bạn, con nhện. Làm sao để quay rõ được nhỉ? Đây, cái này cứ quay đi xong một tí em zoom lên này các bác nhìn rõ được, nhìn nhé. Quả con nhện, con nhện nó chui vào trong này, nó vẫn chưa phân hủy các bác ạ. Nó cái con này em là trước cái lần đầu tiên nó phát hiện nó cách đây nó phải 5 ngày rồi, nó vẫn chưa phân hủy, trời ạ. Nhưng mà sớm hay muộn thì nó cũng phân hủy thôi, bởi vì cái chất lỏng ở trong cái cây này hồi ở trên TV nó bảo là nó giống như kiểu dịch dạ dày ấy, giúp để tiêu hóa con mồi, nó chắc là nó có tính axit thế này, cái gì nó giống như kiểu dịch dạ dày của mình ấy, nó sẽ tiết ra nó. Nhiều bác mua cái cây này em thấy trên nhóm chơi cây hỏi là tại sao trong cái ấm của các bác ấy, nó không có cái dung dịch tiêu hóa này. Thì cái dung dịch tiêu hóa này thì tự cái cây nó tiết ra một phần rất nhỏ thôi, chứ còn đâu là do mình tưới nữa. Mình tưới vào khi nước mưa cái thứ nó chảy vào đây thì nó cũng hòa chung vào cái dịch tiêu hóa đấy, thì nó sẽ đầy lên thôi. Còn em nghĩ là cái cây nắp ấm của em nó tiêu hóa chậm là chắc bởi vì cái dịch tiêu hóa nó ít mà nước nó nhiều ấy, bởi vì em chăm tưới mà nước nó có vào nên đâm ra nó loãng cái dịch tiêu hóa ra thì nó tiêu hóa chậm, đấy là mình nghĩ thế thôi, còn như thế nào thì cái đấy phải chờ mấy ông khoa học. Đấy, khoa chờ này, cây này là cây nắp ấm nhá, bây giờ mua giá rất là rẻ nhá, mua giá bây giờ rất là rẻ, giá bây giờ nó chỉ tầm từ 50.000 cho đến cây nào đẹp đấy, các bác mua cây đẹp luôn thì nó tầm 150 cho đến 250 là 250 là đẹp lắm rồi, to đẹp lắm rồi, ấm nghĩa cũng sung xuê rồi. Còn các bác mà ở chỗ các bác không bán trực tiếp cây này mà phải mua qua Shopee thì các bác nó chỉ có mấy chục thôi, 5-6 chục thôi, cả tiền ship nữa thì nó lên tầm 70 đến 100, bởi vì bán Shopee thì người ta sẽ phải bỏ hết những cái ấm này đi, bỏ hết những cái lá đi, người ta làm sao để người ta vận chuyển được cái cây nó an toàn nhất đến cho các bác, thì các bác về các bác cứ chăm chỉ tưới nước vào để cái điều kiện thích hợp cho nó sẽ phát triển nhé. Chứ còn đương nhiên là mua ở trên Shopee thì nó sẽ không được đẹp như thế này, sẽ không có thể nhiều ấm như thế này được, bởi vì quá trình vận chuyển thì nó dập nát hết. Người ta chủ yếu người ta giữ làm sao được cái thân chính này với lại nhiều lá nhất có thể các bác, lá để nó quang hợp. Này. Thì cái cây này của em đợt em mua về là nó trồng một chậu này nó trồng 4-5 cây con ấy, thì chết mất 2 cây. Nói chung là trong quá trình mình để ngoài thời tiết nó cũng chết mất 2 cây, còn đây còn lại khoảng 3 cây đang khỏe. Cứ vậy là phát triển xung xuê rồi. Này. Thì cái chỗ nghịch cây của em nó cũng như thế này. Đấy, thì hiện tại những cây xung quanh kia em tìm rồi chẳng thấy bóng dáng con kiến nào, nhện thì vẫn có ở mấy cây cao cao, bọn nhện nó vẫn trăng nó bắt muỗi cả, nhưng mà riêng cái cây này thì một đàn kiến nó đang hành quân đấy, một đàn kiến ở bên dưới này à, đàn kiến này đang hành quân lên cái cây này, chả biết là đấy, không biết đến khi nào hết. Đây, khu trồng cây của em đây, nhà các bác nào mà ở thành phố mà thường hay trồng cây trên sân thượng ấy mà sợ muỗi sợ miếc là cứ treo mấy cây lên, muỗi nó cũng bay hết vào đấy luôn. Trong nắp ấm này em kiểm tra rồi, nhện này, ong này, ruồi này, kiến này, nó bay hết rồi, nhưng mà nhiều quá thì chắc là nó cũng chịu thôi. Hôm nào em mua thêm cái cây bẫy kẹp nữa xong rồi em quay cho các bác sau nhé. Còn các bác nào mà đang thích cái cây này, đang nghiên cứu về cây này thì cứ tìm chỗ mua ngay đi. Rất là thú vị và cây này rất là dễ sống nhá. Không cần phân phiếc, không cần thuốc trừ sâu mà không sợ sâu bệnh, nó chả có cái bệnh gì cả. Đây nó mới hay này. Này lá xanh tươi này, này. Các ngọn mới này bắt đầu từ thân lên này. Các bác để ý nhé. Thân lên là sẽ ra một cái lá này.
xong nó ra một cái ấm nhỏ này, xong từ cái ấm nhỏ đấy, từ cái ấm nhỏ này mình chỉ tưới nước cho nó thôi, thì sau nó sẽ tự nó phát triển cái ấm này to ra để nó bắt mồi, nó lấy dinh dưỡng cho cây, xong nó bắt đầu nó cứ rẽ nhánh đấy. Thì cái cây này nó là như vậy. Cây này hiện tại em mới chỉ biết như thế thôi, còn chưa biết thêm, chưa biết cách gọi là nhân giống, là chưa biết cách để cho nó tạo cành tạo nhánh như thế nào. Sau này nếu mà tìm được cái group, cái nhóm nào mà chuyên chơi những cái cây bẫy kẹp, cây bắt mồi này thì vào mình tìm hiểu sau. Quay kỹ cái ấm này, mắt nhìn rất đẹp nhé. Ngày xưa trên xem trên tivi cái cây này thích lắm luôn, rất thích luôn. Nó lạ, nó độc mà nó lại có thể săn mồi, nhất là cây bẫy kẹp ấy, cây bẫy kẹp ấy. Thì bà con kiến, con ong nó bò vào là nó bắt luôn này, nhìn rất thú vị, rất thích, cảm giác như một cái cơ thể sống ấy, chứ không phải là một cái cây vô chi vô chiếc bình thường, rất là hay. Ok các bác nhé, cảm ơn các bác đã xem video và cùng sở thích với em.